Hello anh em đã quay trở lại với kênh mình ngày hôm nay. Ấy kìa kìa, làm được cái mạng của thanh niên rocker và rocker kìa. Thôi việc nhẹ lên cao, double kill luôn bạn. Pha đó mình chỉ việc dùng cái hóa bạo thôi, cấu máu và pha đó thì đi ven ăn được cái mạng quá thơm. Rồi lụm luôn, tôi dùng này không lái xe kìa. Rocker nó hết mana rồi, hết mana rồi. Đánh 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 đánh. Trận này thì em mình là thằng Flash đi top các bạn, mình thì đi mid lâu. Ồ dài chắc xong rồi. Ô vẫn chạy được rồi, và này vẫn ke được cho AD mình về nha. Thuộc mình chơi, nó thuộc mình chơi, đánh luôn rồi phải này lụm thôi bạn. Rồi một mạng nữa luôn. Rồi có hàng thơm nè, hai. Nhưng mà pha này cũng phải lên bảng thôi, em bạn không có sát thương các bạn. Mình tới đây xong rồi chấm dứt cái mạng của ba bờ đùm, né cái dòng của nó ra. Ui lâu nó lướt quá, lướt gì lâu giờ này lướt khá là khó chịu luôn nha mấy bạn. Rồi chạy đi, mình còn tốc biến nè. Rồi lụm, ok chấm dứt luôn. 3-0 quá xanh các bạn. Rồi fight vừa rồi mình phải nằm lại rồi. Một con này xong mà đâm quá. Không, vẫn dậy được rất trâu nha. Ui thôi. Thôi pha này bạn băng trụ là bạn đi rồi. Rồi xem mình mất cái trụ luôn các bạn. Ở đó có vẻ như là người cây nó muốn băng trụ để AD lấy trụ. Móc cái gì? Ôi sao mà không móc được AD mà móc thằng người cây vậy? Ôi phải lỏ rồi. Nếu đạo hỏa bảo đến cầu may nhưng mà pha đó không trúng rồi các bạn ơi. Thì mình bắt đầu là lấy lại lợi thế nha. Ăn lấy luôn trụ này là thôi đi về thôi tốc biến chạy bỏ. Thì bạn có Ibanez với lại Laurel càng lên khá là khó chịu luôn bạn. Anh nhiên cực kỳ mạnh nha. Mặc dù mình có sách rồi nhưng mà vẫn chưa làm gì được, khá khó luôn. Nó múa nó làm chậm rồi nó choáng cái kiểu. Ủa, này xong AD quá hay, pha này địa giam được Imanet năm thôi, pha đó AD lên bảng rồi. Ima tem bạn đánh khá là hay luôn bạn, nãy giờ là có rất nhiều pha xử lý rất là hay nha. Đây mình bị ăn ngay đây. Ui không được thôi, cuối cùng ăn tại cái mạng này gỡ gạt thôi. Đây. Ôi người cây nó trâu thế nha. Cái mạng này mình thấy là vi ma là đánh nó hay nhất nha, sau đó tới người cây nha. Hai thanh niên này đánh khá là gắt luôn á. Đó nó cứ lũi ra rồi nó dùng chiêu cuối thôi. Ôi địa giam gì vậy, sao địa giam vậy, phí vậy. Ôi ba này xong AD rồi. Ui vẫn chạy được rồi. Ôi nhưng mà phải này xong AD thiệt rồi. Một chấm máu luôn, vẫn AD phải đó lên bảng rồi. Hóa bảo ôi ném lỏ mấy bạn, lâu chơi con này cái ném nó không có chuẩn mấy bạn ơi. Kiểu như mình bị khớp á, đánh chưa quen tay vậy lắm. Đó người ma chọc khá lây luôn, mà pha này không tốc biến là mình chắc là mình đi luôn. Rồi hai thằng ý báo về được, tem lên bảng hết rồi. Rồi ui không có ai dồn đam các bạn ơi. Rồi ăn luôn dọn tân lính này thôi. Dọn được. AD kìa, lụm AD đi, hút nó vô. Rồi xong, ok. Ôi nó vẫn chạy được kìa. Địa giam nó, thôi pha này lụm rồi. Lụm rồi, số mạng hỗ trợ không, 9 mạng hỗ trợ rồi. Không xanh rồi, ngồi đánh khó lắm. Đánh không có mạng. Nản lắm các bạn, buồn lắm. Rồi, Ibanez nó cứ lũi ra rồi dùng chiêu cuối thôi, rồi dọn lính. Rất là hay luôn nha. Cuối là đánh khá là ok. Ê, lâu nó giờ múa nãy giờ. Ui
Kuma kìa, công nhận hay, Kuma hay lắm mấy bạn ơi. Thôi lùi đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi, không ổn đâu, không được đâu, lùi đi, Kuma đánh đó, nó lướt kìa, nó lướt kìa, lướt kìa, bỏ. Ồ, phần này sắp xong rồi, đê quá. À, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, được rồi, được rồi. Ok, vậy đi. Đánh xong mà thấy 5 ăn 5 thua quá. Không chắc giao tranh gì hết trơn. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, bảo bảo nè. Rồi, nửa cây. Ủa đi mà nó nhắm, nó bắt mình không hả bạn? Nó chọt mình như chọt AD không? Cái này rất là biết đánh nha. Rồi hồi AD có giáp hồi sinh rồi, pha này chắc win luôn các bạn ơi, lấy chậu rồi win luôn quá. Rồi, vẫn chưa được đâu, còn người cây với thằng Rima. Ôi lụm luôn, lụm luôn, lụm luôn, luôn. Ôi lụm được AD là ngon rồi. Ui nó chọt kìa, skin này chọt nhìn ảo lắm các bạn, đam chọt cảm giác là đau lắm nha. Quay lại, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại, chạy xe quay lại. Ôi chạy về cái đàn luôn rồi. Khứa này hề. Cái đó mình nghĩ quay lại chở thêm một người nữa. Rồi ok nha. Mình ra chở ba đâm. Mình quay lại chở ba đâm cái xong vô. Đánh luôn rồi. Theo mạng cho mình luôn. Bây giờ mạng hỗ trợ quá nhiều rồi, lụm này luôn nè rồi. Rồi rồi thôi, win 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 win. Ôi kìa, kìa kìa kìa. Ôi đẩy 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 nó ra. Tóc biến chạy chạy. Ui, double kill kìa. Sao sao lơ vậy, đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó. Rồi ui thua cái sạch 16 mạng hỗ trợ. Ui đánh cái gì không biết nữa, về tinh công các bạn ơi, cây mạng gà lấy hai cái trụ thôi được rồi. Thôi bỏ đi thì mình nó chặn đầu là không vô được nè. Về 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 đi, về đi, về ăn tinh công đi. Cái mạng còn thiếu AD lẻ 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 lẻ. Xem mình chưa ra đủ nữa. Thôi mình biến về cái hồng máu cái ra luôn. Đáng lẽ là mình ném hoa bạo đau lắm rồi đó. Bạn giác tìm bạn kè cho nhau khá là tốt nha. Ra luôn, ăn luôn, ăn luôn rồi win luôn các bạn ơi. Còn quên chưa được, tìm bạn cũng 5 người, tìm mình cũng 5 người. Bây giờ chỉ cần là hứa ba đâm một cái địa giam chuẩn xác thôi, vô AD hoặc là mid tem bạn thôi là ngon. Coi chừng Rima nha, Rima nó chọt á. Rima đâu rè, đây 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 đây. Ôi sao đẩy Rima vậy? Ôi vẫn dính kìa. Rồi pha này quyết 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 hay vậy? Ôi pha này thanh niên bi danh lái xe hay vậy? Ôi lụm luôn, lụm luôn, lụm luôn. Rồi nó còn hồi sinh rồi, còn hồi sinh rồi. Ném luôn luôn các bạn ơi. Ui, vẫn chạy được. Bỏ đúng. Ok, ôi ôi nãy giờ đem ném mày không chết, giờ tao ném mày chết rồi. Rồi thôi thôi win thôi, Rima hay cái nào nhưng mà pha này cũng hết đỡ rồi các bạn ơi. Hết đỡ nổi đây mình rồi, rồi chấm máu kìa. Ôi nó còn liệm hay vậy? Rồi rồi rồi, còn hồi sinh, còn hồi sinh. Cuối còn hồi sinh. Lâu. Trời ơi, lính ba đường, lính chiến thần.